Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À đây rồi. À đây rồi. Ui, súng ngon anh em ơi, súng ngon gấu da này. Quá đã. Mới vào trận có ngay được khẩu này thì tuyệt vời cho anh em. Tất cả là vì kẹo dùng cái huy hiệu thợ săn nha các bạn ơi, ngon cho anh em. Anh em tích cực sử dụng huy hiệu thợ săn nhé. Hôm nay là kẹo không có chơi với team anh em ơi. Cứ chạy qua đây cái đã nhỉ, đây, cũng học cái mì luôn. Ui, lúc nãy chết vì mì nhiều quá. Bây giờ là học cái mì nhé anh em. Chạy qua chỗ nào thì gài mình chỗ đấy thôi anh em. Ui, mà cái quả mì này công nhận anh em thấy dễ nổ chưa? Nó khá là dễ nổ nha anh em. Anh em mà chạy ngu cái là thôi xong đấy. Nên là gài mìn anh em đã chết đi, đừng có chết lại nhá. Ok các bạn ơi, mình sẽ để cái bom keo ở ngoài này. Đó, tí nữa dựng bom keo cho nó nhanh ấy. Không kiểu bị cái địch nó kill thì chán lắm anh em ơi. Nãy giờ toàn chết thôi à. Lại kiểu như là toàn chết sớm nữa thì anh em thấy buồn không? Các bạn có thấy buồn không? Quá buồn đấy chứ. Ok các bạn ơi, ủa bây giờ là anh em thấy kẹo có nhiều đạn tiểu liên chưa? Máu thì cũng khá là nhiều luôn nha anh em. Ok, kiểu này như là thung lũng này một mình chiếm giữ rồi anh em ạ. Đơn giản là không một ai mà anh em. Đây, à cái đậu xanh ngay phía trên à? Đây là gì vậy? Mày làm gì chỗ này vậy hả em ơi? Mày làm gì chỗ này vậy hả? À đậu xanh, làm gì vậy hả em ơi? Xanh mộ cho em ơi. À mày chạy nữa à? Chạy nữa hả? Chạy nữa hả? Ok. Mấy cái đứa này, các bạn định làm loạn ở đây à? Ủa anh em ơi, lút đồ mà khó khăn quá cơ. Thế xem vứt bớt đạn tiểu liên này. Đấy, để lút mấy cái trang bị súng cho nó dễ nhá. Ủa vẫn chưa lút được anh em ơi. Nó cứ kiểu khó khăn như nào đấy. Ủa ơi, ủa anh em ơi, không sao lỗi này. Không có lút được anh em ơi. Gắt vậy sao chơi hả anh em? Chắc thằng kia nó ngay phía cửa sổ à? Đây, thôi kệ đi anh em ơi. Kiểu này là khỏi lút xác luôn nhé anh em. Chắc là nó ở ngay phía cửa sổ thôi, ok. Kẹo chạy xuống chơi luôn. À, trong nhà máy xanh nha anh em. Mày trong nhà máy xanh hả em? Đây, anh qua với chú luôn ngay này. Ui. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Nào qua đây. Đúng rồi qua đây. Đúng rồi qua đây này. Gắt nhỉ các bạn ơi. Các bạn súng gắt nhỉ anh em. Gắt có nhỉ anh em ơi. Mày tính chơi kẹo à? Đừng tưởng kẹo này dễ chơi nha. Mấy cái đứa này. Đấy, xíu nữa là kẹo đài rồi nhá. Lại còn dám để qua để sơ mình nữa thì mình có thấy là gan to đấy. Đây, ngồi tại chỗ này, và kẹo xem là lượm thêm máu nha anh em. Quần máu đàng hoàng cái đã. Đó. Let's go. Mình sẽ lên cái phía trên này coi anh em. Quan trọng là mình muốn lượm thêm cái tay súng 3 cơ, lúc nãy là toàn bị lỗi thế à? Ủa ôi, bây giờ vẫn bị lỗi các bạn ơi. Toàn cứ bị lỗi thôi, hòm sát chỗ đấy là mình không có lượm được. Như này thì chán quá rồi anh em. Qua phía này coi. Đây, hòm sát này thì có được một cái giáp chống nổ nhưng mà nát quá. Hơi chán nhưng mà nó có giảm thanh kẹo có từ lúc nãy cơ. Bây giờ xem vứt bớt đi là mình lượm thêm mấy quả bóng keo này. Đó, túi máu nữa. 5 túi máu là ổn rồi các bạn ơi. Ok. Laura này thì mình thấy là nó bắn chính xác hơn khá là nhiều. Tức là anh em sẽ được tăng sát thương khi mà anh em bật ống ngắm nhá. Nói chung là cũng hay. Nhân vật Laura mới này tính năng của nó là cực kỳ là hay. Với 499 kim cương thì đây nó sẽ là một cái nhân vật đáng mua nha mọi người. Đấy là cái lời khuyên của kẹo dành cho anh em nhá. Đáng mua nha mọi người. Anh em hãy mua và trải nghiệm cái nhân vật Laura nha. Dành cho những anh em nào chưa mua. 499 kim cương, nếu mà anh em nạp bằng thẻ cào Gardana thì chỉ cần là 100k. Anh em đã có thể là mua được cái nhân vật này rồi. Mình sẽ chạy lên trên phía SE cái đã. Ok, hello Clay nha. Nãy giờ các bạn ấy comment bậy bạ nhiều quá, em xem anh là ủng hộ anh với nhá.
Lên phía trên này anh em. Ở ngay phía 120 nha. Ủa ơi, có thể ai đâu. Thôi kệ, cứ lận lờ mà chạy thôi các bạn ơi. Hôm nay chơi game có nhận là ăn hành ngập mặt. Mấy cái khu này kiểu tìm hoài chạy hoài thì đâu có thấy ai đâu. Ủa ơi, chẳng nhẽ chán vậy ta. Xe thì kiểu cũng không có thấy cơ. Không tính người chạy xe đâu. Có một con xe quân đội thì mình không có lượm. Đơn giản là xe quân đội thì anh em chạy thì ăn sấy nó khá là dễ nhá. Đây, tranh thủ ăn cái hộp thông tin coi. Đây, vị trí thính đây anh em. Và bo tiếp theo sẽ thu tại cổng trời nhé mọi người. Thế là mình cứ lượn lên quanh cái khu này là ổn thôi. Không cần phải chạy đi đâu xa cả. Đằng nào thì bo vẫn thu mà anh em. Ui, à thằng này nó câu liệu ngu anh em ạ. Phía trên từng cũng có người nữa nhá. Thế này thì ghê rồi. Thế này ghê rồi anh em ơi. Ủa, quả này ngay trên tầng à? Nó ngay trên tầng thì phải anh em ạ. Kẹo không thấy người đâu. Kẹo nhớ là có một đứa ngay trên tầng cơ mà. Ủa, cái thằng lấy xe chạy là thằng khác cơ. Kéo what the hell. Thế thằng vừa ở trên tầng đâu rồi? Không có thấy mọi người ơi, hay là nó chạy mất tiêu rồi? Đậu xanh chắc là nó chạy mất tiêu rồi. 1 phút sơ suất và mình đã để cho nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Quá buồn. Chạy xuống phía dưới cái đã nào anh em. Đây rồi. Thính này chỉ là thính FVD thôi. Đây là kẹo sẽ đang chạy lên phía 345 nhá. Từ từ và chúng ta sẽ kiếm mạng thôi mọi người. Uầy, cái này nó là cái bản đồ kho báu thì phải. Thôi rồi anh em ơi. Nên là chúng ta sẽ lại lên phía cổng trời thôi. Nếu mà bây giờ mà kiếm được một cái nâng giáp thì quá là ổn. Kẹo nghĩ là bây giờ thì các bạn ấy ăn hết cả rồi nên là không còn gì đâu. Chẳng qua là kiếm người thì kiếm thôi anh em. Mình sẽ chạy xuống phía thính hướng 105 độ này. Mong rằng là sẽ kiếm được nhiều mạng hơn nha các bạn. Ủa thằng nào? Thằng nào câu liệu các kiểu vậy? Chắc là ngay phía trên căn nhà 15 hả? Kẹo nghe thấy tiếng câu liệu mà anh em. Chỗ này thì nguy cơ cao là có người rồi. Bởi vì là cái địa hình khu này nó khá là phức tạp nha anh em. Cái căn nhà biệt thự này thì anh em thấy là nó phức tạp thôi rồi nhá. Cái mình các kiểu này. Gai mì thải em ơi. Nào. Ăn lựu đại không em? Hay là có đứa đang ngồi canh cầu thang nhỉ các bạn ơi? Ồ, khu dưới anh em ơi, tưởng khu trên. Let go nào các bạn ơi. Ủa ơi. Gắt, gắt, gắt nha các bạn. Thế này thì ghê rồi. Ủa, nó gài mìn hả? Kìa kìa. Nó đang canh cầu thang nha anh em. Bây giờ mình hết lựu đạn rồi. Bây giờ thì mình sẽ ngồi dưới chân cầu thang để chờ nó nha anh em. Để dọa nó luôn. Xem là chú có giỏi thì chú cứ ở trên đi. Anh ở ngay dưới này. Sợ ơi, sợ ơi, sợ ơi, sợ ơi. Làm gì nhau? Kẹo đang ngồi ngay ở dưới nha các bạn ơi. Nó vẫn đang ngồi canh này. Hẳn là ngồi canh cả. Hôm nay là mình sẽ chơi nhây với nó luôn nha anh em. Chơi nhây luôn chứ kẹo ngại gì mà không chơi nhây hả anh em. Đây rồi các bạn ơi. Ủa ơi. À, một đứa ngay phía trên mình thôi anh em ơi. Nó đang nạp đạn chờ sẵn rồi anh em ạ. Xuống đây em. Nó nhảy xuống rồi các bạn ơi. Nhảy xuống bên kia cả. Oh my god, để coi.
Nó nhảy xuống bên này anh em ơi. Ủa nó lại chạy vào trong rồi cả. Nhanh vậy. Làm gì vậy? Ui. Làm gì vậy? Qua đây, qua đây. Đúng rồi, qua đây này. Đúng rồi, qua đây này. Ui, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Vỡ đầu nhà em ơi. Mày tính chơi với kẹo mà dễ à? À đủ thanh niên này. Ngồi canh kẹo nãy giờ xanh mộ chưa em ơi? Trời ơi, anh bảo rồi mà không nghe cơ. Buồn cho em ơi. Cứ ngồi canh mình nãy giờ, bây giờ mình sấy cho cái kiểu cảm giác xanh mộ này, bơm keo kiểu này. Ôi, ôi, ôi. Nó ngay trên tường anh em ơi. Ôi, gì vậy, gì vậy, gì vậy anh em ơi. Úi dồi ôi. Chơi game lỗi quá cơ. Đây làm gì mà căng nào. Làm gì căng. Có giỏi cứ sấy bơm keo đi. Sấy lên bạn đây, cho sấy luôn nhá. Cho sấy luôn nhé, đang hút đổ thanh niên. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, coi chừng vỡ đầu nha em. Đang tranh thủ lút đồ cái đám mà nó sấy mình cảm giác căng nhỉ anh em. Nó lại thích căng đấy nhỉ. Ở đây có một cái ống ngắm nhiệt này anh em. Ok. Lấy ống ngắm nhiệt nha mọi người, đấy đứng tạm đây nhá. Trang bị các kiểu của mình thì bây giờ khá là ngon này. Còn một cái đã. Cổ đây nhiều đứa, kiểu cũng giác nó làm mình căng thẳng quá. Xuống giáp 3 đây anh em ơi. Cái giáp kia nó hết máu rồi. Ủa ơi, ủa ơi, nữa hả, nữa hả. Nữa hả anh em, trời ơi chạy nhanh. Chạy nhanh này các bạn ơi. Ngay phía ngoài bay luôn cái giáp rồi anh em. Ngồi tạm đây nha anh em. Ủa ơi, có xe nữa hả. Thôi các bạn ơi, lên xe mà chạy. Lên xe mà chạy cho an toàn nhá. Ok, đứa nào ở ngoài đây. Đứa nào ở ngoài chỗ này. Các chú có giỏi bán đi. Đây à. Đây à, đậu xanh này. Đây à, đây à. Ok, xanh mộ cho em. Mày sấy anh đủ chưa. Mày sấy anh đủ chưa. Có một điều mà kẹo hơi bị chán, đó là thằng này ấy thì nó lại không. Ui. Nó lại không có bom keo anh em ơi. Đâm ra chán nhỉ anh em. Đây ra ba lại này. Từ 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 bạn ơi. Ui, bắn súng bắn tỉa cơ. Ghê à nha. Nào để coi. Nào ngay ngoài này vậy. Từ từ các bạn, đây đây. Đây đây, từ 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 từ. Đứa nào ngay ngoài này. Mày vừa bắn anh phải không? Thằng nào đây. Ui, thằng trên nhà này vẫn còn các bạn ơi. Chắc là đứng tạm đây, đứng tạm đây. Cho nó nhỉ. Ủa thằng nào đã bị hạ vậy. Chạy nhanh thôi mọi người ơi. À chỗ này có người nhá. Ủa thằng nào lái xe vậy. Căng ở nhà các bạn đây. Nào nào để coi. À xe máy à. Mày tưởng xe máy mà ngon à. Tưởng xe máy mà ngon à. À đua xe không em ơi. Đúng rồi đua xe không em. Đua xe không em ơi. Nào đua xe không em ơi. Đua xe này. Ok mọi người ơi. Bây giờ là bo thu xuống phía dưới nha anh em. Nên là cẩn thận một xíu này. Cẩn thận một xíu nha. Ui, ui cái đậu xanh. Ui cái đậu xanh gì vậy. Các bạn ơi đừng 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 đừng. Các bạn ơi đừng đừng bắn mình. Đừng bắn mình. Mình đang yếu máu mà. Trời ơi anh em ơi. Nó sấy mình gắt quá. Sao mình chơi. Lại còn ngay phía trên nữa cả. Mười mấy giây nữa bắt thu rồi. Không còn bong keo nữa cơ. Ghê vậy, ai chơi nổi hả các bạn ơi. Không còn bong keo nữa mà. Ủa ơi. Các bạn chơi như này kẹo chịu rồi đấy. Đứng tạm cho này nha anh em. Chúng mày chạy xuống đây. Ok, một quả bong keo cuối cùng này. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Ui, cái đậu xanh. Cái đậu xanh. Ui, không tin được anh em ơi. Bên cạnh kẹo cũng có người rồi nha. Gắt vậy sao chơi hả các bạn ơi. Gắt vậy sao chơi hả anh em. Ui, nó chơi. Nó chơi ghê vậy, nó chơi ghê vậy. Ui, nó chơi ghê vậy. Ghê vậy.
Đang xây thế kia anh em ơi, làm kiểu như này thì kẹo chịu rồi. Let's go anh em. Ui, gì vậy? Vào tận trong mod luôn cơ à? Ngồi tạm đây nha anh em. Gắt quá nhỉ mọi người. Còn hai thằng nữa cơ anh em ơi. Các bạn chơi ghê à nha. Hai thằng nữa mà hiện tại thì kẹo chưa thấy thằng nào cả anh em ơi. Từ từ nhá. Mình đang ngồi săn mo rồi anh em ạ. Bây giờ chạy qua cái là xanh mộ đấy. Từ từ anh em ơi đây. Các bạn đây đừng xé mình nha. Đúng rồi các bạn, đừng xé mình nha, mình sợ. Ok anh em ơi. Kẹo vẫn đang an toàn nha anh em. Sợ ghê vậy. Bọn này nó sấy căng quá anh em ơi, làm kẹo sợ đấy. Bây giờ là mất giáp rồi nha anh em, nên là chơi game nó sẽ căng thẳng hơn khá là nhiều nhá. Kìa kìa. Đậu xe mình chạy à? Ok. Còn một đứa nữa anh em, một đứa nữa nhá. Thằng của đứa rồi anh em ơi. Ok, bo quá đẹp luôn. À, thấy rồi. Thấy rồi nha, thằng cuối ngay trên anh em ơi. Anh thấy chú rồi nhá, tưởng gì, tưởng ở đâu cơ. Ở đấy thì đơn giản thôi à. Tưởng là chú ở đâu cơ. Chuẩn bị để lên thôi anh em ơi. Dốc cái này là hơi bị khó khăn cho kẹo nhá, nhưng mà không sao nha anh em. Cầm sẵn tiểu liên này anh em. Ok. Ui. Đậu xanh. Ui. Ok, headshot nhà em ơi. Trời ơi, quẩy thôi anh em. Ui dồi ôi, đi ăn kẹo hả? Tông một mấy kia với nhân vật mới. Nhân vật mới lau ra nha anh em. Quẩy này. Đấy. Với cái nhân vật mới lau ra thì mình khá là dễ dàng đã kiếm được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em. Ok các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.